theo chương trình thời sự tối nay sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay Tổng thống Hàn Quốc Du Suk Yeol bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ trong 6 ngày nhân kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo giới chức Hàn Quốc, chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước đồng minh trước các mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên. Trong chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc sẽ dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 26 tháng 4. Phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ dành nhiều thời gian để ung lại những thành tựu của Liên minh Mỹ-Hàn trong hơn 7 thập kỷ và trao đổi quan điểm về tương lai hợp tác. Thủ tướng Hàn Quốc Han Su hôm nay cũng tuyên bố ông hy vọng chuyến thăm sẽ mang lại nhiều lợi rõ ràng cho các thế hệ tương lai. Từ góc độ nhà phân tích, ông Mi Myong Hyun tại Viện Nghiên cứu Asan nhận định, Tôi nghĩ rằng chính phủ Hàn Quốc muốn Mỹ đưa ra các biện pháp đáp trả tinh vi và phức tạp hơn mà công chúng Hàn Quốc dễ thấy hơn, qua đó trấn an dư luận trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm nay cho biết ông sẽ thúc ép người đồng cấp Mỹ Joe Biden làm rõ mức độ cam kết của Washington trong việc bảo vệ đất nước của ông theo hiệp ước an ninh năm 1951. Lý do mà Marcos đưa ra là căng thẳng trong khu vực đang ngày càng tăng. Ông Marcos sẽ hội đàm với ông Biden tại Washington vào cuối tuần này, một cuộc gặp mà nhà trắng cho biết sẽ tái khẳng định những cam kết chắc chắn đối với việc bảo vệ Philippines. Trả lời báo giới hôm nay, ông Marcos cho rằng hiệp ước cần phải điều chỉnh vì những thay đổi trong tình hình mà Đức ông đang phải đối mặt ở Biển Đông, eo biển Đài Loan và tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói thêm, tình hình đang nóng lên. Philippines cùng hồi thúc Mỹ thể hiện rõ quan điểm khi Washington và Manila tìm cách tăng cường liên minh quân sự. Ông Marcos cho biết hai bên nên thảo luận những gì liên minh của họ đòi hỏi. Thưa quý vị, Chính phủ Úc hôm nay công bố bản đánh giá chiến lược quốc phòng. Theo đó cho rằng nước này cần chi nhiều tiền hơn cho quốc phòng tự chế tạo vũ khí và phát triển khả năng tấn công các mục tiêu tầm xa hơn. Đánh giá chiến lược quốc phòng của Úc ủng hộ mối quan hệ đối tác AUKUS giữa Úc, Mỹ và Anh. Những nước vào tháng 3 đã công bố thỏa thuận giúp Úc thành lập một hạm đội gồm 8 tàu ngầm chạy bằng công nghệ hạt nhân. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết chính phủ của ông đã ủy thác việc xem xét để đánh giá liệu Úc có khả năng phòng thủ cần thiết, tư thế và sự sẵn sàng để tự bảo vệ mình trong môi trường chiến lược hiện tại hay không. Ông Albanese nói. Chúng tôi ủng hộ định hướng chiến lược và những phát hiện quan trọng được đưa ra trong cuộc đánh giá. Điều này sẽ củng cố an ninh quốc gia của chúng ta và đảm bảo chúng ta sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong tương lai. Ông cho biết cuộc đánh giá là quan trọng nhất của Úc kể từ Thế chiến thứ hai và có phạm vi toàn diện. Bản đánh giá khuyến nghị chính phủ Úc chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng so với mức chi tiêu hiện tại là 2% tổng sản phẩm quốc nội. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hôm qua cho biết các chỉ huy quốc phòng và tình báo từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Syria và Iran sẽ gặp nhau tại Moscow vào ngày mai. Tại cuộc họp các quan chức dự kiến bàn về việc thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Ankara và Damascus vốn bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói, một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo quốc phòng và tình báo từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Syria và Iran sẽ được tổ chức tại Moscow vào thứ ba. Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra giải pháp cho các vấn đề hiện có thông qua đàm phán và đảm bảo hòa bình và yên tĩnh trong khu vực càng sớm càng tốt. Theo ông Anka, một số sự kiện tích cực dự kiến sẽ diễn ra sau cuộc gặp ở Moscow, nhưng ông không nói chi tiết. Năm ngoái, các bộ trưởng quốc phòng Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau tại Moscow và đồng ý thành lập một ủy ban chung ba bên trong động thái bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Ankara và Damascus. Sudan bất ngờ rơi vào cuộc xung đột giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF, khiến hàng ngàn người nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ, mắc kẹt. Hiện các quốc gia đang nhanh chóng sơ tán công dân của họ. Các lực lượng đặc biệt của Mỹ đã sơ tán tất cả nhân viên chính phủ và những người phụ thuộc của họ, cùng với một số nhà ngoại giao từ các quốc gia khác bằng trực thăng bay từ căn cứ Djibouti Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết các lực lượng vũ trang nước ông đã tổ chức một cuộc sơ tán phức tạp và nhanh chóng đối với tất cả các nhân viên ngoại giao và gia đình họ khỏi Sudan. Một chiếc máy bay của Pháp hôm qua cũng đã chở khoảng 100 người rời khắc Tum tới Djibouti, trong đó có thành viên phái đoàn Liên minh châu Âu, Đức, Ý, Nga, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, cùng như nước khác cũng đang nhanh chóng sơ tán công dân khỏi Sudan. Thưa quý vị, hôm nay, chính nước châu Âu tổ chức hội nghị thượng đỉnh biển Bắc ở thành phố ven biển Ostend của Bỉ nhằm mở rộng quy mô sản xuất phong điện và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các nước châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Ireland, Đan Mạch, Hà Lan, Luxembourg, Anh và Na Uy. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng tham gia sự kiện. Trước khi hội nghị diễn ra, Thủ tướng Bỉ Alexander Di Croo cho biết, Mục tiêu của hội nghị là huy động nguồn lực cho việc xây dựng các trang trại gió ở Biển Bắc để sản xuất 130 gigawatt điện vào năm 2030. Ngoài ra, ông cũng kỳ vọng công suất đó sẽ tăng hơn gấp đôi, lên gần 300 gigawatt vào năm 2050. Dữ liệu mới cho thấy du khách quốc tế đang phục hồi trở lại ở Nhật Bản với số lượng bằng 2 phần 3 so với trước đại dịch. Mặc dù đó là tính tốt cho các doanh nghiệp, nhưng du khách tới quá đông vào cùng một thời điểm, khiến cả du khách và người phục vụ gặp khó khăn. Du khách nước ngoài đã quay trở lại Tokyo vào mùa xuân đầu tiên kể từ khi chính phủ nới lỏng các hạn chế đi lại do đại dịch. Khách du lịch ở khu Shibuya nói rằng họ hài lòng khi tham thú cảnh quan nơi đây. "Chúng tôi mới ở khu vực này khoảng 1 giờ, tôi rất thích nơi này. Văn hóa Nhật Bản đã lan truyền rộng rãi và đó là điều hấp dẫn tôi. Các quan chức cho biết nhiều người đến đây vì mùa hoa anh đào nổi tiếng, hơn 1,8 triệu người đã đến chỉ trong tháng 3, bằng 2/3 so với trước khi xảy ra đại dịch." nhưng một số du khách nói rằng việc quá đông du khách cùng tới khiến họ ngột ngạt. Hôm qua tôi đã đến một quán bar, nhưng quán rất đông, như thể bằng cần đặt chỗ trước. Tôi rất thất vọng. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang phải vật lộn để theo kịp những nhu cầu tăng đột ngột. Ở quận Asakusa của Tokyo, quán cà phê trải nghiệm ninja này là một điểm thu hút lớn đối với khách du lịch nước ngoài. Trở thành ninja, được đào tạo như một ninja, đó là một trải nghiệm rất thú vị, nhưng chủ sở hữu Saito Masahiro nói rằng việc tìm thầy dạy ninja khó hơn nhiều người nghĩ. Chúng tôi thường từ chối đặt phòng do thiếu nhân viên, chúng tôi cần thêm thầy dạy ninja. Người dân địa phương cũng nhận thấy sự bùng nổ du lịch. Ở Kamakura gần Tokyo, nhiều du khách nước ngoài đã chụp những bức ảnh về giao lộ đường sắt này. Đó là sự hồi tượng là một cảnh nổi tiếng trong nhân vật truyện tranh về ngôi sao bóng rổ Slamdun. Một sĩ quan cảnh sát phải cảnh báo họ cẩn thận. Quản lý vị hè trở nên phức tạp hơn nhiều. Với lượng khách hiện tại, Tokyo đã có dấu hiệu quá tải, nhiều người cho biết họ không tưởng tượng nổi tình hình sẽ ra sao nếu du khách Trung Quốc trở lại. Theo dữ liệu của NHK, trước đại dịch Covid-19, du khách Trung Quốc chiếm 30% tổng số khách du lịch nước ngoài tại Nhật Bản. Thưa quý vị, Đảng Dân Chủ Nhân dân HDP, thân người quốc, đang nổi lên như một cực quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể đe dọa vị thế của ông Recep Tayyip Erdogan, nhà lãnh đạo suốt hai thập kỷ qua ở nước này. Các nhà phân tích cho rằng việc HDP tuyên bố không đưa ra ứng cử viên tổng thống sẽ cho phép những người ủng hộ họ bỏ phiếu cho đối thủ của ông Erdogan. Ngay trước khi HDB ra quyết định này, lãnh đạo của đảng Nhân dân Cộng hòa CHB là ông Kerman Kilit Darublu đã đến thăm các đồng chủ tịch của HDB. Ông Kilit Darublu, người đại diện cho khối đối lập liên minh quốc gia gồm 6 bên, là đối thủ nặng ký nhất của ông Erdogan trong nhiều năm qua. Ông Hizya Osoy, phó đồng chủ tịch của HDB, nói, Chúng tôi sẽ không có ứng cử viên của riêng mình và chúng tôi sẽ để cộng đồng quốc tế diễn giải theo cách họ muốn. Theo dòng lịch sử, HDB và người Kurds có mối quan hệ phức tạp với ông Erdogan. Mối quan hệ giữa hai bên trở nên xấu đi, rõ ràng hơn sau cuộc bầu cử vào tháng 6 năm 2015, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên mà đảng này tham gia. Họ đã giành được 13% số ghế, lần đầu tiên khiến đảng AK cầm quyền mất thế đa số kể từ năm 2002. Tuy nhiên, ông Erdogan đã kêu gọi một cuộc bầu cử 5 tháng sau đó, dẫn đến tỷ lệ ủng hộ của HDB giảm còn 10,7% và đảng AK khôi phục quyền đa số tuy nhiên hdb đang đối mặt với cuộc trấn áp bắt nguồn từ mối đe dọa mà đảng này gây ra cho ông erdogan về mặt chính trị cũng như vị thế của đảng này với tư cách là một trong những đảng đại diện cho người kurds một dân tộc thiểu số nổi lên với phong trào chiến binh ly khai các cáo buộc đặt hdb vào một vị trí bấp bênh trong các cuộc bầu cử hdb cũng đang đối mặt với vụ kiện tại tòa án hiến pháp về mối quan hệ bị nghi ngờ với bkk tổ chức được thổ nhĩ kỳ mỹ và eu xem là nhóm khủng bố Ông Ossoy nói thêm: Chúng tôi muốn chơi trò chơi một cách khôn ngoan và chúng tôi cần phải hết sức cẩn thận. Không rõ liệu HDP công hộ ông Kılıçdaroğlu hay không, nhưng các nhà phân tích cho rằng cộng đồng người Kurd chiếm từ 15 đến 20% dân số Thổ Nhĩ Kỳ có thể mang lại ưu thế cho ứng cử viên đối lập. Ông Murat Sumer, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Koc ở Istanbul nói hdp sẽ là bên quyết định trong các cuộc bầu cử vì họ nhận được khoảng một nửa số phiếu bầu của người kết ở thổ nhĩ kỳ